Như vậy thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy không thấy pháp giới lìa các pháp, cũng không thấy các pháp lìa pháp giới, cũng không thấy hữu tình và sự thật tạo ra kia có thể được, nhưng phát sanh phương tiện thiện xảo tự mình tu hành sáu Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác tu hành sáu Ba La Mật Đa, không tán dương trái với sự tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, hoan hỷ tán thán người tu hành sáu Ba La Mật Đa, tự mình thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, cũng khuyên người khác thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, không tán dương trái với pháp thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, hoan hỷ tán thán người thọ trì 10 thiện nghiệp đạo. Tự mình thọ trì 5 giới, cũng khuyên người khác thọ trì 5 giới, không tán dương trái với pháp thọ trì 5 giới, hoan hỷ tán thán người thọ trì 5 giới. Tự mình thọ trì 8 giới, cũng khuyên người khác thọ trì 8 giới, không tán dương trái với pháp thọ trì 8 giới, hoan hỷ tán thán người thọ trì 8 giới. Tự mình thọ trì giới xuất gia, cũng khuyên người khác thọ trì giới xuất gia, không tán dương trái với pháp thọ trì giới xuất gia, hoan hỷ tán thán người thọ trì giới xuất gia. Tự mình tu hành 4 tịnh lự, cũng khuyên người khác tu hành 4 tịnh lự, không tán dương trái với pháp tu hành 4 tịnh lự, hoan hỷ tán thán người tu hành 4 tịnh lự. Tự mình tu hành 4 vô lượng, cũng khuyên người khác tu hành 4 vô lượng, không tán dương trái với pháp tu hành 4 vô lượng, hoan hỷ tán thán người tu hành 4 vô lượng. Tự mình tu hành 4 định vô sắc, cũng khuyên người khác tu hành 4 định vô sắc, không tán dương trái với pháp tu hành 4 định vô sắc, hoan hỷ tán thán người tu hành 4 định vô sắc. Tự mình tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, cũng khuyên người khác tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, không tán dương trái với pháp tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, hoan hỷ tán thán người tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo. Tự mình tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, không tán dương trái với pháp tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, hoan hỷ tán thán người tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện. Tự mình an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, không tán dương trái với pháp an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, hoan hỷ tán thán người an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không. Tự mình an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không tán dương trái với pháp an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoan hỷ tán thán người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Tự mình an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người khác an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không tán dương trái với pháp thánh đế khổ tập diệt đạo, hoan hỷ tán thán người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Tự mình tu hành 8 giải thoát, cũng khuyên người khác tu hành 8 giải thoát, không tán dương trái với pháp tu hành 8 giải thoát, hoan hỷ tán thán người tu hành 8 giải thoát. Tự mình tu hành 8 thắng xứ, cũng khuyên người khác tu hành 8 thắng xứ, không tán dương trái với pháp tu hành 8 thắng xứ, hoan hỷ tán thán người tu hành 8 thắng xứ. Tự mình tu hành 9 định thứ đệ, cũng khuyên người khác tu hành 9 định thứ đệ, không tán dương trái với pháp tu hành 9 định thứ đệ, hoan hỷ tán thán người tu hành 9 định thứ đệ. Tự mình tu hành 10 biến xứ, cũng khuyên người khác tu hành 10 biến xứ, không tán dương trái với pháp tu hành 10 biến xứ, hoan hỷ tán thán người tu hành 10 biến xứ. Tự mình tu hành 10 địa Bồ Tát, cũng khuyên người khác tu hành 10 địa Bồ Tát, không tán dương trái với pháp tu hành 10 địa Bồ Tát, hoan hỷ tán thán người tu hành 10 địa Bồ Tát. Tự mình tu hành tất cả môn đà la ni, cũng khuyên người khác tu hành tất cả môn đà la ni, không tán dương trái với pháp tu hành tất cả môn đà la ni, hoan hỷ tán thán người tu hành tất cả môn đà la ni. Tự mình tu hành tất cả môn tam ma địa, cũng khuyên người khác tu hành tất cả môn tam ma địa, không tán dương trái với pháp tu hành tất cả môn tam ma địa,
hoan hỷ tán thán người tu hành tất cả môn tam ma địa, tự mình viên mãn năm căn, cũng khiến người khác viên mãn năm căn, không tán dương trái với pháp viên mãn năm căn. Hoan hỷ tán thán người viên mãn năm căn, tự mình viên mãn sáu thần thông, cũng khuyên người khác viên mãn sáu thần thông, không tán dương trái với pháp viên mãn sáu thần thông. Hoan hỷ tán thán người viên mãn sáu thần thông, tự mình viên mãn mười lực Như Lai, cũng khiến người khác viên mãn mười lực Như Lai, không tán dương trái với pháp viên mãn mười lực Như Lai. Hoan hỷ tán thán người viên mãn mười lực Như Lai, tự mình viên mãn bốn điều không sợ, cũng khiến người khác viên mãn bốn điều không sợ, không tán dương trái với pháp viên mãn bốn điều không sợ. Hoan hỷ tán thán người viên mãn bốn điều không sợ, tự mình viên mãn bốn vô ngại giải, cũng khiến người khác viên mãn bốn vô ngại giải, không tán dương trái với pháp viên mãn bốn vô ngại giải. Hoan hỷ tán thán người viên mãn bốn vô ngại giải, tự mình viên mãn đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, cũng khiến người khác viên mãn đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, không tán dương trái với pháp viên mãn đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Hoan hỷ tán thán người viên mãn đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tự mình viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, cũng khiến người khác viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, không tán dương trái với pháp viên mãn 18 pháp Phật bất cộng. Hoan hỷ tán thán người viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, tự mình viên mãn pháp không quên mất, cũng khiến người khác viên mãn pháp không quên mất, không tán dương trái với pháp viên mãn pháp không quên mất. Hoan hỷ tán thán người viên mãn pháp không quên mất, tự mình viên mãn tánh luôn luôn xả, cũng khiến người khác viên mãn tánh luôn luôn xả, không tán dương trái với pháp viên mãn tánh luôn luôn xả. Hoan hỷ tán thán người viên mãn tánh luôn luôn xả, tự mình viên mãn trí nhất thiết, cũng khiến người khác viên mãn trí nhất thiết, không tán dương trái với pháp viên mãn trí nhất thiết. Hoan hỷ tán thán người viên mãn trí nhất thiết, tự mình viên mãn trí đạo tướng, cũng khiến người khác viên mãn trí đạo tướng, không tán dương trái với pháp viên mãn trí đạo tướng. Hoan hỷ tán thán người viên mãn trí đạo tướng, tự mình viên mãn trí nhất thiết tướng, cũng khiến người khác viên mãn trí nhất thiết tướng, không tán dương trái với pháp viên mãn trí nhất thiết tướng. Hoan hỷ tán thán người viên mãn trí nhất thiết tướng, tự mình viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp, cũng khiến người khác viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp, không tán dương trái với pháp viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp. Hoan hỷ tán thán người viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp. Này thiện hiện, nếu biên tế đầu giữa cuối của chân pháp giới có sai khác, thì khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không thể phát khỏi phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà nói chân pháp giới, nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi lạc cho tất cả đến tận đời vị lai. Vì biên tế đầu giữa cuối của chân pháp giới thường không sai khác, nên khi đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa khéo phát khỏi phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà nói chân pháp giới, nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi lạc cho tất cả đến tận đời vị lai.